Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với cái channel của mình. Mình là Ngô Nguyễn. Thì hôm nay mình có một cái chiếc xe. Chiếc xe này là ET 2008 nha các bạn. ET 2008. Thì ET này là bao zin với các bạn. Bao sang tên chính chủ đàng hoàng, bao zin nha. Cái xe này đã có đời, có đổi chủ rồi nha các bạn. Thì để mình quay kỹ xe cho các bạn xem nha. Rồi mình báo giá sau ha. Giấy xe đã có kiểm tra qua rồi nha các bạn. Thì các bạn cứ yên tâm ha. Đã bao sang tên rồi luôn nha. Đây để mình quay trong cho các bạn xem ha. Nó mới làm xe là 2 lúa rồi không máy ngồi. Hấp gió không hấp được. Mấy đó là nó mua xe này mà nó mẹ nó cỡ đó là sao nó gới vô xe tôi được. Và xe zin nha các bạn nha. Đẹp này là 2008. Đây. Rồi mình chỉ quay sơ cho các bạn coi sơ thôi. Rồi mình sẽ test máy cho các bạn nghe ha. Đây. Giấy đó nha các bạn. E1 là ở đâu? Bản số E1 này là ở đâu? Bản số E1 này là ở đâu? Hòa Thành, Hòa Thành. Long Thành, miền Trung. Thì ở mấy Long Thành, ở mấy Tây Ninh nha các bạn. Này ha, bản số này nha. Đó, bây giờ sẽ đề máy cho các bạn nghe sơ nha. Các bạn nghe tiếng máy cái nha rồi. Đó, xe là xe hố đầy được hả? Mới chạy rồi mới đầy được. Xe hết bình. Thì chắc hết bình. Bạn nghe tiếng máy nha. Đây. Cho bạn nghe kỹ tiếng máy nha. Tương đối nha các bạn. Thì xe này chủ rồi bán là với giá là 28 triệu chắc. Nhưng mà có gì thì anh em cứ để lại số điện thoại hoặc là có cần nhu cầu mua thì cứ hãy comment bên dưới rồi sẽ nói chuyện với chủ trực tiếp nó dễ hơn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Rồi, bye bye, chào bạn nha.